Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 1 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Cho chữ và xin chữ đầu năm, nét đẹp văn hóa diễn ra tại Văn miếu Xích Đằng mỗi dịp Tết. Độc đáo lễ hội vật ngày mùng 4 Tết hàng năm tại thôn Công Luận, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Hưng Yên cần lựa chọn hướng đi như thế nào để phát triển vừa nhanh vừa bền vững? Tư vấn của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Thăng Long 2, khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước, khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh Hưng Yên trong việc phát triển thu hút các dự án hạ tầng công nghiệp hiện đại. Becaslat, thế mạnh của thể thao Hưng Yên. Quý vị và các bạn, sáng nay, tức ngày mùng 4 Tết, tại Văn miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức triển lãm thư pháp, hát ca trù và cho chữ đầu xuân. Dự khai mạc có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Tham gia triển lãm có câu lạc bộ Hán Đôm huyện Văn Lâm, đội ca trù thôn Đảo Đặng xã Trung Nghĩa và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tại triển lãm, hoạt động xin chữ, cho chữ đầu năm và các tiết mục hát ca trù cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo mọi người tham gia. Triển lãm diễn ra đến hết ngày mùng 5 Tết. Nhân dịp này, thành phố Hưng Yên tổ chức trao giải cho hơn 200 học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 ở các bộ môn văn, sử, địa, toán, lý, hóa, tiếng Anh. Vâng, thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Văn miếu Xích Đằng, thành phố Hưng Yên và tại đây thì đang diễn ra hoạt động cho chữ đầu xuân. Đây cũng chính là nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ rất là lâu rồi và thể hiện cái truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa của những người con xứ Nhãn. Sáng mùng 4 Tết, gia đình chị Lan Anh ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên tới Văn miếu Xích Đằng để xin chữ đầu năm cho cậu con trai lớn đang chuẩn bị lên cấp 2. Năm nào gia đình em cũng thực hiện cái truyền thống đó là xin chữ đầu năm vào ngày mùng 4 âm lịch hàng năm. Thì năm nay em cũng cho cháu đến xin chữ với mục đích đó là năm nay cháu thi cấp 2 nên là cũng rất là mong mỏi. Xin vía ở cụ Chu Văn An cho con mình để con mình công thành danh toại trong việc học tập. Chuẩn bị thi vượt cấp, cháu Phúc cùng với các bạn trong lớp cũng tới Văn miếu Xích Đằng xin chữ. Cháu thì xin chữ đỗ để được đỗ trường chuyên Hưng Yên. Văn miếu Xích Đằng thuộc phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên là nơi thờ Khổng Tử, người sáng lập ra đạo Nho và thờ Vạn Thế Sư Biểu Chu Văn An, một nhà sư phạm tài năng đức độ thầy Trần. Cùng với Văn miếu Quốc Tử Giám, Văn miếu Xích Đằng cũng là biểu tượng của truyền thống hiếu học. Hôm nay thì đi công tác nơi xa thì cũng về quê hương thì năm nào cũng đưa các cháu đến đây để xin cái chữ, để cũng mong muốn cho các cháu chăm ngoan học giỏi, thi cử được đỗ đạt. Xin chữ đầu năm thể hiện truyền thống trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và mong muốn may mắn cờ một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà. Còn đối với những thầy đồ, cho chữ đầu xuân cũng là mong muốn được trao gửi những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mỗi nét chữ như rồng bay phượng múa với những ý nghĩa tốt đẹp, họ góp phần trao đi những may mắn đầu xuân. Mỗi một chữ thì nó đều có một cái thâm ý rất là sâu xa. Thế mà người ta dựa vào cái chữ đấy thì người ta có thể là tư duy và người ta phấn đấu để làm sao mà đạt được cái ý tưởng như của cổ nhân đã truyền đạt lại cho thế hệ ngày nay. Đầu xuân được cho chữ mọi người thì tôi rất là vui, bởi vì là cái kiến thức của mình học được, thế bây giờ mình lại chia sẻ với mọi người. Ngoài địa điểm Văn miếu Xích Đằng, hoạt động cho chữ, xin chữ đầu xuân còn được tổ chức ở nhiều điểm văn hóa khác trên địa bàn tỉnh. Xin chữ hiện nay có cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Sáng mùng 4 Tết Quý Mão, thôn Công Luận, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang chính thức khai mạc lễ hội vật truyền thống với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút hàng nghìn người đến thưởng ngoạn và lưu giữ những hình ảnh đẹp. Có nguồn gốc từ xa xưa, mỗi dịp Tết đến xuân về,
Hội vật truyền thống làng Công Luận lại được tổ chức vào ngày 4 tháng Giêng hàng năm. Hội vật là nét văn hóa đẹp ngày xuân, biểu dương sức mạnh, thể lực của vùng đất văn vật. Các đồ vật tham gia giải đấu là con em của thị trấn Văn Giang và thu hút các đồ vật từ nhiều tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang. Với tinh thần cầu may mắn, thắng lợi đầu năm mới, các đồ vật khi lên sới đã thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí vững vàng. Hội vật làng Công Luận tổ chức hàng năm không chỉ nhằm gìn giữ và phát triển môn thể thao truyền thống của dân tộc mà còn là một sân chơi hấp dẫn trong dịp đầu xuân mới. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều địa phương trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc chào xuân mới. Điển hình như thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào xuân mới với sự góp mặt của nhiều tầng lớp nhân dân, đoàn thể trong thôn. Trong đó có cô trò trường mầm non Cẩm Xá, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ Cẩm Quan cùng sự tham gia của hai gương mặt hot TikTok là Thanh Hằng và Thanh Hà. Đêm văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi những ngày đầu năm mới 2023, qua đó cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, tế trời, đất, thần, thánh nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện lòng thành kính biết ơn các bậc tiền bối có công ơn sâu nặng với dòng tộc là nét văn hóa truyền thống được dòng họ Đoàn, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên tổ chức thường niên vào ngày mùng 2 Tết hàng năm tại nhà thờ họ. Theo đó, nghi lễ tế tổ đầu năm được thực hiện với đoàn tế hàng chục người, gồm chủ tế, bồi tế, đông sướng, tây sướng, người đọc chúc văn, nội tán để dẫn tế và chấp sự dâng hương, dâng rượu. Bên cạnh việc duy trì tế lễ đầu năm tại nhà thờ tổ, thì đoàn tế còn tham gia thực hành nghi lễ tại các lễ hội diễn ra trên địa bàn xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên và trong các sự kiện cầu siêu cho vong linh liệt sĩ, người chết vì tai nạn giao thông, cầu an. Hiện nay, nghi lễ tế tổ được một số dòng họ trên địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ duy trì phát triển như đoàn tế phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, đoàn tế xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ. Đây cũng là nét văn hóa truyền thống đặc sắc ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, phát triển bền vững là mục tiêu mà mỗi quốc gia và địa phương đều hướng tới. Tuy nhiên, với đặc thù của địa phương có vị trí giáp thủ đô Hà Nội nhưng lại không có sự đa dạng về tự nhiên, hiếm tài nguyên thiên nhiên thì tỉnh Hưng Yên cần lựa chọn hướng phát triển như thế nào để đạt được sự bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tư vấn từ chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ. Bây giờ các nước thì người ta đều chú trọng đến nhân tố mà viết bằng tiếng Anh, nó viết tắt là ba chữ E, S và G. Thì E là environment, là môi trường, S là về social, là về xã hội, về lao động, và G, governance, là quản trị. Thì chúng ta trong phát triển kể cả của tầng doanh nghiệp cũng như của địa phương cũng rất cần chú trọng đến những nhân tố đó. Nếu mà đã có phát triển bền vững tốt được về xử lý môi trường và tài nguyên, tốt được về các khía cạnh xã hội và tốt được về hệ thống quản trị thì chắc chắn chúng ta sẽ có sự phát triển bền vững của Hưng Yên trong tương lai. Thực tế trên thế giới đã chứng minh là không phải nước nào muốn phát triển cao cũng cần nhiều tài nguyên. Nước ta thì cũng đã có một thời mà tài nguyên rất là phong phú, nhưng thực sự trong thời gian phát triển vừa qua, chúng ta cũng để lãng phí tài nguyên nhiều. Đối với Hưng Yên thì tương tự như vậy, cũng không việc gì phải buồn vì mình không có tài nguyên, mà chúng ta hoàn toàn có thể là bằng cái nhận thức mới và trong phát triển của thời đại mới thì sử dụng bằng công nghệ, bằng năng lực của con người mà vượt lên. Một mảnh đất nhỏ hoàn toàn không có nghĩa là nó không thể tạo giá trị cao. Trong báo cáo của Hưng Yên cũng đã chứng minh được rồi đấy, là giá trị trên mỗi mét vuông đất, trên mỗi hecta đất nó đang tăng lên. Thì đấy là cái quý, thì mình phát huy ở mặt đó. Cái phát huy hết sức cần thiết nữa là sự kết nối.
Vì thế giới hiện nay hoặc là sự phát triển hiện nay nó đòi hỏi mỗi một người là phải biết học hỏi, phải kết nối, phải hợp tác với những người khác mới phát triển được. Không ai có thể đi một mình một chợ. Tôi rất thích cái ý tưởng là kết nối giữa Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thì như vậy dựa vào nhau có thể phát huy được, nhân lên được sức mạnh của từng tỉnh cũng như cả vùng rất nhiều. Thì tôi cho là đấy là cái con đường để phát triển. Khi đã kết nối như vậy thì sẽ có sự phân công với nhau và nó sẽ làm nảy sinh ra rất rõ là vậy thì tỉnh nào, cái thế mạnh là ở đâu và ở đâu mà có thế mạnh thì những người khác người ta cũng sẽ dồn lực vào đầu tư ở đó. Thì tôi cho là Hưng Yên đang biết cách để mà tạo cho mình những cái thế mạnh về cái bình ổn trong phát triển lâu nay và tránh được kể cả những cái cơn bão lớn, ví dụ như là trận dịch vừa qua hoặc là những cái chấn động quá lớn thị trường thế giới, nó không tác động quá nhiều vào tỉnh mình. Đấy là cái quý, rồi biết tạo hạ tầng mới, những khu công nghiệp mới, rồi biết cái hướng để cải thiện môi trường kinh doanh. Năm 2023 là mình sẽ kỷ niệm 50 năm lập quan hệ với một loạt các đối tác lớn trên thế giới như Nhật Bản, như một số nước thành viên Liên minh châu Âu. Thì đây cũng chính là cơ hội để mà tạo ra dấu ấn mới trong 50 năm tới. Ở Hưng Yên này, các nhà đầu tư Nhật Bản là những người đang có mặt lớn nhất với số dự án nhiều nhất trong tỉnh. Thì năm tới chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cái cơ hội của 50 năm tới để mà thu hút thêm trên những lĩnh vực mới mà Hưng Yên mong muốn. Đến thời điểm này, xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm cơ bản hoàn thành việc di chuyển mồ mả có chủ khỏi chỉ giới xây dựng đường vành đai 4 và đang tích cực triển khai các bước giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp và một số doanh nghiệp. Dự án đường vành đai 4 đi qua địa bàn xã Trưng Chắc có chiều dài gần 850m, diện tích cần giải phóng mặt bằng là trên 60.000 m2 đất nông nghiệp, gần 29.000 m2 đất của 5 doanh nghiệp và khoảng 350 ngôi mộ ở thôn An Lạc. Trong đó, việc di chuyển mồ mả tái định cư cho người chết thường được xác định khó khăn hơn việc tái định cư cho người sống. Nhưng với sự tích cực tuyên truyền vận động của địa phương, toàn bộ 87 ngôi mộ có chủ ở thôn An Lạc đã được nhân dân đồng thuận và chủ động di chuyển về khu nghĩa trang đồng bộ trước ngày 11 tháng Chạp, cho dù khi đó chưa được nhận tiền hỗ trợ. Còn gần 300 ngôi mộ vô chủ được tập kết qua nhiều lần giải phóng mặt bằng cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp hàng chục năm trước sẽ được xã di chuyển ngay sau khi dự án mở rộng khu nghĩa trang 2.700 m2 được phê duyệt. Bên cạnh đó, xã Trưng Chắc cũng tích cực rà soát, quy chủ đối với các diện tích đất nông nghiệp, đồng thời làm việc hỗ trợ các doanh nghiệp có diện tích phải thu hồi, nhất là các doanh nghiệp có diện tích thu hồi lớn như công ty Bảo Hưng, công ty Đại Thành. Thưa quý vị và các bạn, khu công nghiệp Thăng Long 2 do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Hưng Yên từ năm 2006, do các doanh nghiệp đầu tư nhanh chóng lấp đầy diện tích nên đến nay đã trải qua 3 lần mở rộng diện tích. Đây được đánh giá là một trong những khu công nghiệp tiêu biểu kiểu mẫu ở miền Bắc cũng như trên cả nước. Không phải ngẫu nhiên, từ năm 2017, Nestlé, một tập đoàn kinh tế lớn với quy mô toàn cầu đến từ Thụy Sĩ, lại chọn khu công nghiệp Thăng Long 2 làm địa điểm để đầu tư xây dựng nhà máy với số vốn trên 110 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm sản xuất tại đây cung cấp cho thị trường rộng lớn là miền Bắc và Bắc miền Trung. Trong chiến lược phát triển của mình, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và xây dựng chuỗi logistics, lấy nhà máy tại Hưng Yên là trung tâm trung chuyển. Qua tìm hiểu tại một số tỉnh, khi đến đây, chúng tôi rất hài lòng về hạ tầng của khu công nghiệp Thăng Long 2. Chủ đầu tư khu công nghiệp cũng như chính quyền các cấp tỉnh Hưng Yên đã có sự hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin. Đến nay thì có thể khẳng định quyết định lựa chọn đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long 2 tại tỉnh Hưng Yên của chúng tôi là lựa chọn đúng đắn. So với nhiều khu công nghiệp trên cả nước, khu công nghiệp Thăng Long 2 không chỉ có hạ tầng hiện đại mà các doanh nghiệp và đầu tư trong khu đều là những doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đến từ những tập đoàn kinh tế hàng đầu Nhật Bản cũng như thế giới như Panasonic, Daikin, Kyocera, Hoya, Nikkiso. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng như các nước chọn đầu tư vào khu công nghiệp Thăng Long 2. Thứ nhất là tận tình giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi về các vấn đề liên quan trong quá trình doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Thứ hai là tại đây xây dựng được bàn hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ về công tác tuyển dụng lao động. Nói chung, sự phối hợp của đơn vị quản lý khu công nghiệp Thăng Long 2 với doanh nghiệp chúng tôi rất hiệu quả. Thăng Long 2 là khu công nghiệp kiểu mẫu trên cả nước, còn thể hiện ở chỗ, dù chỉ có trên 80 nhà máy đi vào hoạt động, nhưng có số vốn đăng ký đầu tư tới gần 3 tỷ đô la Mỹ. So sánh hai con số trên,
ít khu công nghiệp nào trên cả nước có được. Các nhà đầu tư mới đến khu công nghiệp sẽ được chúng tôi hỗ trợ trong việc đăng ký, thành lập doanh nghiệp và dự án. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các cuộc họp hàng tháng với nhà đầu tư để lắng nghe khó khăn, vướng mắc, chia sẻ các văn bản pháp luật mới liên quan đến họ. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng việc hoàn thiện và duy trì hạ tầng tiêu chuẩn cao và ổn định. Qua 17 năm đi vào hoạt động, từ hơn 200 hecta ban đầu, đến nay, diện tích đã được mở rộng lên trên 500 hecta, tạo việc làm cho trên 28.000 lao động. Hàng năm, các doanh nghiệp trong khu dẫn đầu về số nộp ngân sách cho nhà nước so với các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tạo được niềm tin với người dân và cơ quan quản lý các cấp tỉnh Hưng Yên. Phóng sự vừa rồi giúp quý vị và các bạn hiểu rõ vì sao khu công nghiệp Thăng Long 2 được đánh giá là khu công nghiệp kiểu mẫu trên cả nước. Điều này cũng khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh Hưng Yên trong việc phát triển, thu hút các dự án hạ tầng công nghiệp hiện đại, đồng bộ, ít ảnh hưởng đến môi trường và có giá trị gia tăng cao. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, đội tuyển Pencastilat đóng góp xuất sắc vào thành tích chung của đoàn thể thao Hưng Yên với 7 huy chương các loại, trong đó có 2 huy chương vàng. Đây là đội tuyển đang quy tụ các vận động viên trẻ triển vọng của thể thao thành tích cao Hưng Yên. Đôi vận động viên Võ Bình Phước và Đào Đức Hùng chính là những người mở hàng huy chương vàng cho đoàn thể thao Hưng Yên tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua. Tuy mới lần đầu tham dự đại hội, song Phước và Hùng đã thi đấu xuất sắc để giành huy chương vàng nội dung quyền biểu diễn. Vận động viên Võ Bình Phước sinh năm 2003 và vận động viên Đào Đức Hùng sinh năm 2002 đã có 4 năm tập cùng nhau trong đội tuyển và là hai vận động viên trẻ triển vọng của thể thao thành tích cao Hưng Yên. Giải này cũng là một giải quan trọng đối với cuộc đời vận động viên bọn em. 4 năm mới có một lần thì tâm lý của bọn em cũng cứ thoải mái thôi, như các giải đấu, như các buổi tập bình thường. Nên thảm thì bọn em vẫn cứ đánh hết mình, đánh hết sức, thể hiện bản thân mình ra. Bài tập thì nặng và cường độ rất là cao. Bản thân của em phải cố gắng vượt qua từng ngày một. Và vào thi đấu thì mình tập luyện những gì thì mình sẽ áp dụng và thi triển vào trong bài đấu của mình. Đối với Bùi Bá Đức, một vận động viên kỳ cựu trong đội tuyển Pencastilat đã có 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, thì đây là lần thứ hai liên tiếp anh giành được tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Thi đấu nội dung đối kháng hạng cân 50kg, Bùi Bá Đức vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Hưng Yên. Sở và trung tâm tạo điều kiện cho bọn em được đi tập huấn và thi đấu cọ sát, lấy thêm chuyên môn với cả kinh nghiệm để chuẩn bị cho đại hội tốt. Ngoài ra, đội tuyển Pencastilat còn giành được 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại đại hội. Đây là đội tuyển có thành tích tốt nhất trong số 9 đội tuyển thể thao tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vừa qua. Bên là một cái nỗ lực rất là cố gắng, như cháu Bùi Đức năm nay đã là một trong những vận động viên già nhất của Pencastilat, thì cháu là năm nay đã hơn ngoài 30 tuổi và các cháu trẻ đang gối tiếp. Năm 2023 thì những vận động viên trọng điểm như vậy thì chúng tôi đã có lên kế hoạch, thứ nhất là gửi tập trung ở các cái trung tâm mạnh, tích cực cho các cháu thi đấu nhiều cái giải quốc gia quốc tế để các cháu cọ sát. Với thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Toàn quốc, vận động viên Võ Bình Phước và vận động viên Đào Đức Hùng đã được triệu tập lên đội tuyển Pencastilat quốc gia tập luyện, chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5 tới tại Campuchia. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an huyện Phù Cừ chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nhiều vụ việc đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thời điểm Tết Nguyên đán, 2 ngày một lần, các đội nghiệp vụ Công an huyện Phù Cừ phối hợp với lực lượng công an xã tăng cường kiểm tra, rà soát những địa điểm có nguy cơ cháy nổ, cửa hàng vàng mã, quán karaoke để tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng cháy chữa cháy. Trong một tháng cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, Công an huyện Phù Cừ tiếp nhận và phát hiện 8 vụ việc về trật tự an toàn xã hội, đã khởi tố 6 vụ việc với 6 bị can, đang xác minh 2 vụ việc, trong đó phát hiện bắt giữ 4 vụ với 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một số tăng vật là heroin và methamphetamine. Chúng tôi tăng cường về công tác phòng cháy chữa cháy, công tác về an toàn giao thông. Đội hình sự thì trực tiếp đi xuống địa bàn rà soát tất cả các đối tượng
có dấu hiệu vi phạm pháp luật là chúng tôi gọi hỏi cũng như là chỉ đạo các cái đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm